Hello, xin chào các bạn tới ITV Club channel. Hôm nay là cái ngày ba anh em ở Hồ Chí Minh hội tụ với nhau. Thì ba anh em có một cái dự định ra là sẽ mở một cái room có thu phí. Cho nên là khi mà có thu phí thì nó sẽ rất là chất lượng nha các bạn. Thì các bạn vào để các bạn có thể là hỏi và mình và Tùng và Thịnh sẽ giải đáp cho tất cả cho mọi người 24/7 luôn các bạn. Thì cái room này thì anh em đã có dự định là ban đầu là sẽ đang có giá khuyến mãi là 1 triệu đồng trên 1 tháng. Nếu mà anh em trong tham gia được thì anh em sẽ có liên hệ với ba anh em Bình dưới này, Tùng và Thịnh. Thì lúc đó anh em sẽ liên kết và ép các bạn vào room. Thì sau cái đợt thử nghiệm một khuyến mãi thì nếu thành công thì cái giá nó sẽ không còn triệu nữa nha các bạn. Thì cái giá này chỉ là đang khuyến mãi cho những ai ủng hộ cho cái anh em ở ITV Hồ Chí Minh. Thì mình sẽ dừng lại cho Tùng và Thịnh có những điều mà muốn nói tới anh chị em và quý nhà đầu tư trong tương lai chúng ta sẽ cùng hợp tác. Rồi, xin chào các bạn. Thì mình là Tùng ha. Thì thông qua Bình đã giới thiệu trước rồi thì sắp tới thì bọn mình sẽ triển khai cái room đó để phục vụ tối đa nhu cầu cho các bạn nhà đầu tư luôn, các anh chị luôn. Thì cái mô hình hoạt động của bên mình thì mình giới thiệu sơ qua nó sẽ như thế này. Thì tất cả những cổ phiếu mà anh chị yêu thích hoặc anh chị muốn mua thì có thể là đưa ra cho bên mình và hỏi ví dụ muốn mua vào lúc nào và mức giá bao nhiêu thì bên mình sẽ ghi nhận lại và theo dõi liên tục để sẽ tư vấn cho anh chị cái thời điểm mua cổ phiếu đó hợp lý nhất, mức giá thuận lợi nhất mà đảm bảo là rủi ro sẽ ít nhất và lợi nhuận thì sẽ cover được hơn theo tỷ lệ là rủi ro chỉ là 1 mà lợi nhuận có thể là 3-4 đó, thì là trong mức chấp nhận cho các anh chị. Thì ngoài ra thì trong room thì cũng sẽ hỗ trợ đối với những cổ phiếu mà yêu thích của riêng các anh chị rồi thì sẽ có những cổ phiếu mà room đánh giá sẽ rất chất lượng và tư vấn cho anh chị, cho nên sẽ quyền lợi của các anh chị trong đó sẽ được đảm bảo rất là tốt. Rồi, xin mời Thịnh. Xin chào các bạn, mình là Xuân Thịnh, thành viên team tham mưu ITV Club thuộc vực Thành phố Hồ Chí Minh. Thì cũng như là anh Bình và anh Tùng đã chia sẻ thì anh em trong Thành phố Hồ Chí Minh có muốn làm một cái team như vậy sẽ phục vụ quý vị anh chị. Ngoài những cái lợi ích mà quý vị anh chị nhận được từ ITP thì cũng có thể chia sẻ cho nhau những cái mã cổ phiếu mà mình đang quan tâm. Thì biết đâu đó là ITP sẽ đưa ra cho mọi người những cái điểm giá mua bán hợp lý và chúng ta sẽ có được một cái portfolio nó rộng hơn, cái watchlist của mình nó rộng hơn và nhiều cái góc nhìn đa chiều hơn từ chính những nhà đầu tư khác. Thì như vậy chúng ta sẽ có rất là nhiều cơ hội mở ra cho chúng ta phía trước. Rồi, thì chúng ta thấy là qua cái room này chỉ có phí là 1 triệu đồng thôi các bạn. Nhưng các bạn thấy là công sức anh em để giúp cho các bạn được rất là nhiều ha. Thứ nhất là cơ cấu được danh mục nè, quan sát cho chúng ta thấy là cái điểm giá mua và hợp lý nè. Còn nếu bạn nào đang vào mà có thể đang lỗ hoặc là những gì đó thì chúng ta có thể là cơ cấu danh mục ha, và có cái điểm cắt lỗ rất là rõ ràng. Và khi mà cắt lỗ rồi các bạn thấy nó không phải là giá nó phải là đi lên đâu mà nó sẽ đi xuống rất là xa thôi ha. Đó, rất là hay chỗ đó. Và chúng ta có thể cái hay nữa là cái chúng ta sẽ tham khảo được rất là nhiều mã của các bạn tham gia một cái room ở đây, ngồi room ở đây thì chúng ta sẽ càng mở rộng ra cái kiến thức, không phải là 1-2 mã hay là 10 mã nữa các bạn, mà cả một thị trường các bạn. Thì cả thị trường nó vận động, chúng ta thấy là luôn luôn vận động mà. Đó thì cái room này chỉ mà đang thử nghiệm và đang khuyến mại cho các bạn trị giá với 1 triệu đồng thôi nha các bạn, 1 tháng nha. Còn sau này thì room nó phát triển mạnh rồi thì cái giá rất là cao, rất là cao. Tại vì sao? Tại vì anh em sẽ tham gia vào rất là đông, thì cho nên là cái lợi nhuận chia ra anh em nó phải lớn hơn được các bạn. Đó, cho nên là cơ hội rất là tốt cho những ai tham gia đầu tiên vào cái room của ITP có thu phí nha các bạn. Đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip này, và Bình với Tùng và Thịnh cũng sẽ rất là mong được hợp tác với các nhà đầu tư trong tương lai ha. Trong tương lai thì ở cái room này thì được kết nối với mọi miền trên toàn quốc luôn các bạn ha. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết cái clip ở đây, và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chân thành cảm ơn. Bye các bạn. Hẹn gặp lại các bạn. Chào mừng các bạn đến với room.